Chào mừng các con đến với khóa học tiếng Anh lớp 5 trên trang web olm.vn. Trong bài học trước, chúng ta đã được học những kiến thức liên quan đến chủ đề các tiết học ở trường. Các con hãy làm một bài tập nhỏ để ôn tập lại kiến thức đã học nhé. Các con làm rất tốt. Tiếng Anh là một môn học vô cùng thú vị, giúp chúng ta làm quen với những con người mới, kiến thức mới văn hóa mới trên khắp thế giới. Không những thế, môn học này còn giúp các con có thêm nhiều cơ hội tham gia những hoạt động vui chơi bổ ích và lành mạnh. Vậy làm sao để có thể học được tốt môn học này? Cách học của môn học này là gì? Chúng ta cùng đến với bài ngày hôm nay để giải đáp thắc mắc này nhé. Unit 7. How do you learn English? Chúng ta cùng khởi động với phần đầu tiên. Getting started. Daisy và Ba đã hẹn hôm nay là ngày học nhóm của hai bạn để thảo luận về bài tập mà cô giáo đã giao cho. Khi bước vào phòng ba, Daisy đã ngay lập tức bị thu hút bởi thời khóa biểu được gắn ngay ngắn ở trên bảng. How often do you have English, Ba? I have it three times a week. You're really good at English. How do you practice speaking English? I watch English cartoons and copy them. Sometimes I talk with some foreigners. That's great. What about vocabulary? I make sentences with every new word and revise every day. It's a smart way to learn. Why do you learn English? Because I want to make friends with people from all over the world. How often do you have English, Ba? I have it 3 times a week. You're really good at English. How do you practice speaking English? I watch English cartoons and copy them. Sometimes I talk with some foreigners. That's great. What about vocabulary? I make sentences with every new word and revise every day. That's a smart way to learn. Why do you learn English? because I want to make friends with people from all over the world. Cảm ơn các con. Chúng ta cùng đến với phần thứ hai. Vocabulary. Các con có biết trong tiếng Anh chúng ta có bốn kỹ năng chính. Kỹ năng đầu tiên đó chính là Write viết read đọc listen nghe speak và nói chúng ta cùng luyện tập lại bốn từ này một lần nữa nhé write read listen speak Chúng ta cùng làm một bài tập nhỏ sau để ôn tập lại bốn kỹ năng này nhé. Các con làm rất tốt. Vậy với bốn kỹ năng này, các con có thể làm được những gì? Với kỹ năng viết, các con có thể dùng để viết thư điện tử cho bạn bè ở xa. Write email. Hoặc với kỹ năng đọc, con có thể đọc những câu chuyện ngắn ở trong sách. Read short stories. Hoặc các con có thể thực hành nói tiếng Anh với người nước ngoài. Practice speaking English with foreigner. Chúng ta cùng nghe lại những cụm từ này một lần nữa nhé. Write email. Read short stories. Practice speaking English with foreigner. Chúng mình cùng củng cố những từ vừa rồi bằng những câu hỏi sau. Các con làm rất tốt. Chúng ta tiếp tục với phần thứ ba, Structure. Trong đoạn hội thoại ở phần 1, các con đã nghe thấy bạn Daisy và ba thảo luận về việc học tiếng Anh. Chúng ta cùng theo dõi lại nhé. You are really good at English. How do you practice speaking English? I watch English cartoons and copy them. Sometimes I talk with some foreigners. That's great. What about vocabulary? I make sentences with every new word and revise every day. That's a smart way to learn. Why do you learn English? Because i want to make friends with people from all over the world. Để hỏi về cách ai đó thực hành làm gì, chúng ta sẽ dùng cấu trúc. Các con lưu ý, phía sau động từ practice, thực hành, chúng ta sẽ cộng với một động từ thêm đuôi ing. Ví dụ như câu của Daisy đã hỏi ba How do you practice speaking English? với câu hỏi này về mặt ngữ pháp chúng ta sẽ trả lời với động từ nguyên thể không chia về mặt nội dung các con có thể liệt kê những hoạt động mà các con làm để thực hành luyện tập tiếng anh ví dụ như xem phim hoạt hình bằng tiếng anh hay tập viết và học thuộc từ vựng mới cô có một câu của bạn ba đã trả lời cho câu hỏi của bạn daisy như sau I watch English cartoons and copy them. Chúng ta cùng nhắc lại một lần nữa nhé. How do you practice speaking English? I watch English cartoons and copy them. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi về lý do tại sao con học tiếng Anh. Chúng ta có cách hỏi Why do you learn English? Với câu hỏi này, các con sẽ trả lời là Bởi vì tớ muốn Phía sau, các con cộng với động từ nguyên thể không chia. Ví dụ như câu của bạn ba đã trả lời bạn Daisy. Because I want to make friends with people from all over the world. Chúng ta cùng luyện tập lại nhé! Why do you learn English? Because I want to make friends with people from all over the world. Chúng ta cùng làm những bài tập nhỏ sau để ghi nhớ hơn những câu hỏi này nhé. Các con làm rất tốt. Chúng mình cùng chuyển sang phần thứ tư, pronunciation. Trong phần trọng âm của ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục được học cách đọc chính xác cả câu hỏi và câu trả lời cho chủ đề của bài ngày hôm nay. Các con chú ý nhấn mạnh vào từ có âm tiết chứa trọng âm nhé. How do you practice speaking? I speak English every day. How do you practice reading? I read English comic books. How do you practice writing? I write emails to my friends. Why do you learn English? Because I want to sing English songs. Chúng ta cùng luyện tập lại một lần nữa nhé. How do you practice speaking? I speak English every day. How do you practice reading? I read English comic books. How do you practice writing? I write emails to my friends. Why do you learn English? because i want to sing english songs. Chúng ta cùng làm một bài tập để củng cố phần mới học nhé. Các con làm rất tốt. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong các nội dung trong bài thứ 7 rồi. Trong bài này, các con đã nắm thêm được rất nhiều từ mới liên quan đến chủ đề cách để học tiếng Anh, way to learn english. Về cấu trúc con ghi nhớ đã được học mẫu câu hỏi về việc học tiếng anh và cuối cùng chúng ta cũng đã được học cách đọc những câu hỏi và câu trả lời với âm điệu và trọng âm chính xác các con hãy chăm chỉ ôn tập bài nhé xin chào các con và hẹn gặp lại các con trong bài học tiếp theo